Chiều ngày 16 tháng 4, Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ cướp xe taxi xảy ra tại phố Trần Quý Cáp vào đêm ngày 14 tháng 4, nghi phạm Hoàng Khương Duy, 25 tuổi, trú tại quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, đã đến công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Duy khai nhận, khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 4, sau khi nhậu tại một quán bar ở phố Yên Phụ, Duy gọi xe taxi yêu cầu chở về khu vực phường Văn Chương, quận Đống Đa. Trên đường đi, giữa Duy và tài xế xảy ra mâu thuẫn vì lái xe đi đường không đúng ý của Duy. Sau đó, Duy đã đấm liên tục vào tài xế khiến anh này sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, Duy vào ghế lái, chạy xe đến phố Lương Sử C thì bỏ lại xe tại đây và đi về nhà. Trên đường, Duy lái xe đã xảy ra va chạm với một số phương tiện khác khiến người tham gia giao thông bị va quệt, ngã ra đường. Sau khi tỉnh táo bị rượu, Duy biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đã đến công an đầu thủ.